Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 8 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay phía trước của Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Berlin. Và cũng ở Tòa Đại sứ này, vào Chủ nhật vừa qua đã xảy ra cuộc biểu tình rất lớn của những người Việt Nam cầm cờ đỏ sao vàng đến đây và yêu cầu Trung Quốc phải rút ra khỏi vùng khu vực bãi tư chính cũng như thềm đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và kể cả tàu Hải Dương cùng những cái tàu tuần tra và tàu hộ tống khác cũng phải rút ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên điều đó đến nay cũng chưa được đáp ứng, và ngày 19 tháng 8 vừa qua Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tiếp tục đưa ra một thông cáo mới và yêu cầu Việt Nam rút toàn bộ những cái tàu và những cái hoạt động hàng hải của Việt Nam ra khỏi khu vực bãi tư chính. Đấy là điều chúng ta cùng tìm hiểu của ngày hôm nay. Và như vậy là Trung Quốc đã chính thức yêu cầu Việt Nam rút ngay, nhưng mà Hà Nội vẫn im lặng và Bắc Kinh thì tất nhiên là sẽ lấn tới. Và cái thông tin mà các bạn vừa được biết ngày hôm nay cũng như là những thông tin đăng rất nhiều ở trên báo chí nước ngoài cũng như quốc tế thì đã đăng đầy đủ về thông tin này, thì là Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu quốc gia có liên quan phải tôn trọng một cách nghiêm túc các quyền chủ quyền tài phán của Trung Quốc. Đây là khi những phóng viên hỏi về việc Bắc Kinh phản ứng thế nào khi tàu Hải Dương của Trung Quốc đi vào vùng biển của Việt Nam và đang thăm dò ở đây, và sau đó đã bị phía Việt Nam đưa các tàu ra để cản đuổi. Và đây là trả lời của ông phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói với phóng viên hôm 19 tháng 8. Và thông tin này đã đưa ra rất nhanh trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thời gian đã trôi đi hơn một ngày nhưng phía Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa có bất cứ một phản ứng nào để đáp trả cái việc Trung Quốc đưa ra cái thông báo này. Và ngoài ra Trung Quốc cũng tuyên bố là Trung Quốc có chủ quyền với quần đảo Nam Sa và vùng biển lân cận, và có chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan. Thì đây các bạn cũng có thể xem những cái hình ảnh mà Trung Quốc đã tự vẽ ra. Đấy là đường chín đoạn mà người Việt Nam của chúng ta hay gọi là đường lưỡi bò. Và chính cái đường lưỡi bò này thì đã bị phía Philippines đưa ra tòa án quốc tế kiện, và họ đã thắng kiện vào năm 2016. Và cho đến nay thì Việt Nam vẫn chưa đưa Trung Quốc ra tòa án như là Philippines. Chính vì vậy mà Trung Quốc tiếp tục gây hấn với Việt Nam và yêu cầu Việt Nam phải rút ra khỏi cái vùng đường lưỡi bò của Trung Quốc như họ đã vẽ ở đây. Và nếu các bạn quan sát kỹ thì thấy cái đường lưỡi bò này rất nghiêm trọng, bởi vì nó lấn như gần như toàn bộ cái vùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, và điều đó làm cho các tàu thuyền của Việt Nam nếu đi qua vùng biển quốc tế và những vùng biển khác thì sẽ bị phải xin phép Trung Quốc. Và ngoài ra rất nhiều những khu vực thềm đặc quyền kinh tế của Việt Nam là 200 hải lý cũng sẽ bị mất đi vì Trung Quốc đã liếm chọn vào cả cái vùng bờ biển này. Thì đây là cái điều mà Trung Quốc đã ngang ngược đưa ra, nhưng Việt Nam hiện nay mới chỉ phản ứng ở một số công hàm, và gần đây nhất thì đã phản đối một cách trực diện Trung Quốc và chỉ rõ Trung Quốc là cái người vi phạm cái điều này. Sở dĩ tại sao Trung Quốc có thể ngang ngược như vậy, bởi vì họ cũng đã đưa ra cái sách trắng quốc phòng Trung Quốc công bố ngày 24 tháng 7 năm 2019, trong đó coi Biển Đông là bộ phận lãnh thổ không thể bị tách rời của Trung Quốc, và Trung Quốc tuyên bố bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông bằng mọi giá. Thì với cái thông báo này và với sách trắng quốc phòng này thì rõ ràng là Trung Quốc sẽ tìm mọi cách, chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tồn tại thì lúc đó Trung Quốc còn tìm mọi cách để chiếm giữ cái khu vực chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở đây. Và đương nhiên mặc dù là hai người đồng chí với nhau nhưng Trung Quốc dường như không coi những yêu cầu của chính phủ Việt Nam là một cái văn bản có tính chất pháp lý, mà ngược lại họ đã vẫn tiếp tục ngang ngược đưa tàu vào Việt Nam để liên tục quấy nhiễu cũng như là thăm dò ngay trên cái thềm lãnh hải của Việt Nam. Cụ thể đấy là tàu Hải Dương 8 đã quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và vào ngày 13 tháng 8. Và đấy là cái điều mà chúng ta cần phải quan sát và tiếp tục tìm hiểu để tránh bị bất ngờ. Bởi vì khi Trung Quốc đã tuyên bố những cái chủ quyền biển đảo của họ ở những cái vùng như vậy thì đương nhiên là họ sẽ điều những cái tàu quân sự và những cái tàu hải cảnh. Và cái đội tàu đó thì thời gian gần đây Trung Quốc đã phát triển lên như hàng trăm chiếc. Có những thông báo nói rằng hơn 300 chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc đã được sản xuất và đã được đưa ra để dùng để đẩy húc những cái tàu của các nước khác ở xung quanh để chiếm những cái vùng biển đảo mà những nước đó từ trước đến nay vẫn khai thác và vẫn là cái chủ quyền của họ, như Việt Nam, Philippines và nhiều nước khác. Tất nhiên lượng tàu đó của Trung Quốc vừa lớn vừa nhiều. Phía Việt Nam thì hiện nay cũng đã rất cố gắng để trang bị cho hải quân của mình, nhưng cái điều rất quan trọng là Việt Nam không thể đầy đủ
những cái có những đầy đủ những vũ khí hoặc là những cái nguồn tài chính để có thể mua được những thứ đó để có thể kiềm chế Trung Quốc được. Mà chính vì vậy Việt Nam cần phải có những cái sự hợp tác với nhiều nước khác trên thế giới. Và ngay thời gian này, ngày hôm nay chúng ta cũng đã nhận được cái thông báo cáo rất quan trọng của Nhà Trắng tố cáo chiến thuật đe dọa của Bắc Kinh trên Biển Đông. Và đây là hình của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton, là cái người mà tư vấn cho Tổng thống Donald Trump về các vấn đề về an ninh. Và ông ta đã nói ở Washington ngày hôm nay là tố cáo Bắc Kinh vận dụng chiến thuật hăm dọa trên Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc yêu sách chủ quyền trên hầu hết diện tích. Và ông còn nói thêm, tuyên bố thêm các nỗ lực cao độ mới đây của Trung Quốc để hăm dọa các quốc gia khác trong việc khai thác tài nguyên của họ là rất đáng ngại. Hoa Kỳ kiên quyết ủng hộ những ai đương đầu với các hành vi cưỡng bức và chiến thuật răn đe đe dọa của Trung Quốc gây nguy hại cho hòa bình và an ninh khu vực. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy, và những cái thông tin này thì chưa được đăng nhiều trong các báo trong nước, và các bạn phải tham khảo ở những tờ báo quốc tế ở nước ngoài, ví dụ như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đài AFI hoặc Thời báo DE và một số trang blogger cũng như một số cái nhà báo tự do ở nước ngoài đăng. Và thì các bạn sẽ thấy rất rõ cái điều này đang được diễn ra. Và cho đến thời điểm này thì chỉ có thấy Mỹ là trực tiếp lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong cái việc đấu tranh chống cái sự bành trướng của bá quyền Trung Quốc. Còn những cái nước khác, anh em xã hội chủ nghĩa khác thì không hề có bất cứ một cái thông tin nào cũng như ủng hộ nào về Việt Nam, như Campuchia, Bắc Triều Tiên, Cuba, họ đều im lặng hoàn toàn. Mặc dù có những lúc khi Việt Nam mặc vẫn khó khăn nhưng họ cần thiết thì Việt Nam vẫn giúp đỡ, hỗ trợ và viện trợ cho những cái nước này. Nhưng khi Việt Nam lâm nguy như thời điểm này thì không hề có những nước xã hội chủ nghĩa anh em lên tiếng. Thì vậy qua cái việc này chúng ta thấy rất rõ cái bộ mặt và cái quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước làm rất nhiều sai lầm trong thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta phải sớm sửa chữa những sai lầm này bằng hình thức hợp tác lập tức với Mỹ, với châu Âu, với Úc, với Anh, Pháp và Canada để những cái nước này cùng với Việt Nam có thể lên tiếng và có những cái thái độ rõ ràng cũng như có đầy đủ phương tiện kỹ thuật để có thể ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình trong thời gian tới. Và một thông tin rất mới nữa mà các bạn có thể tham khảo ở trên trang tweet của ông Phó Giáo sư Trường Đại học Hàng Hải, ông Mathison. Ông đã đưa ra cái thông tin rất cụ thể là ngay ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8 2019 thì tàu Hải quân Quang Trung, tức là chiến hạm Quang Trung và tàu Trường Sa vẫn đang quần đảo với Trung Quốc ở ngoài vùng khu vực bãi Tư Chính. Nhưng số lượng của Trung Quốc rất nhiều hơn tàu Việt Nam. Cho nên ở ngoài này chúng ta chỉ có thể ghi nhận được tín hiệu của hai tàu Việt Nam, đó là tàu Trường Sa và tàu chiến hạm Quang Trung. Tuy nhiên, mặc dù nhỏ, mặc dù không nhiều, nhưng Hải quân Việt Nam đã phải thể hiện cái sự dũng cảm cũng như đã đưa tàu ra để trực tiếp đương đầu với Trung Quốc. Thì đây là một cái điều rất là mới và rất đáng khích lệ của chính quyền tại Hà Nội, bởi vì không thể để Trung Quốc tiếp tục lấn át trong cái việc mà khai thác cái thềm lục địa của Việt Nam. Và nếu cái điều này không được Việt Nam phản ứng một cách rõ ràng và cụ thể thì Trung Quốc sẽ tiếp tục gây hấn và sẽ tiếp tục chiếm đóng những cái khu vực đó, thậm chí họ có thể xây dựng từ những cái khu đảo nhân tạo trở thành những đảo nổi, và lúc đó Việt Nam sẽ rất khó và không thể nào đòi lại cái chủ quyền của mình một cách nhanh và hợp pháp nữa. Và đây là hình ảnh mà chúng ta có thể phóng to lên để các bạn có thể thấy những cái hình ảnh. Đấy là tàu Quang Trung là cái hình vuông và tàu Trường Sa là một cái hình màu ghi ở xa hơn một chút, thì đang ở khu vực bãi Tư Chính. Thời điểm này thì ở Trung Quốc ở đó là có 7 tàu tất cả, còn Việt Nam thì có 2 tàu mà thôi. Và chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin này ngay sau cái video clip này để các bạn có thể tự nghiên cứu và tra khảo thêm những thông tin mà chúng tôi truyền tải. Và cũng dường như là sau khi hai ông đại tướng của Mỹ sang Việt Nam trong thời gian vừa qua 18 tháng 8 thì các bạn cũng đã thấy hình ảnh của hai ông trong cái cuộc họp báo tại Hà Nội với cái việc là tuyên bố là Mỹ sẽ ủng hộ Việt Nam, thể hiện cái lập trường bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình và họ luôn luôn theo dõi. Thì đây các bạn thấy đấy là những cái người, những cái nơi mà trong cái lúc Việt Nam đang lâm nguy, đang khó khăn thì họ đã đến giơ tay giang tay để họ cùng hỗ trợ, cùng giúp đỡ. Và chúng ta phải cố gắng tận dụng cái điều kiện này để làm sao Việt Nam của chúng ta có thể mạnh, vững mạnh hơn và để có thể đương đầu với Trung Quốc trong cái thời gian tới. Mặc dù Việt Nam đã có những cái chiến hạm rất tốt như mua của Nga, đấy là chiến hạm Quang Trung, tàu chiến hiện đại hàng đầu của Việt Nam hiện nay, thì đã đi từ Cam Ranh ra ngoài
bãi thứ chính để đương đầu với Trung Quốc trong thời gian này, nhưng số lượng của tàu hải quân Việt Nam rất ít, cũng như là những cái vũ khí của Việt Nam không thể nhiều như Trung Quốc, cho nên càng phải cần gần nhanh như có thể Việt Nam phải có những cái liên kết với Trung Quốc, với liên kết với cả Canada, liên kết với Mỹ và liên kết với các nước ở châu Âu để có thể chống lại Trung Quốc và những cái hành động của họ, ngang ngược của họ ở trên Biển Đông. Dự kiến thì chính phủ Việt Nam chắc chắn sẽ không thể im lặng, tiếp tục im lặng trong thời gian tới, bởi vì khi Trung Quốc đã đưa ra cái công bố như vậy thì chính phủ Việt Nam bắt buộc phải có cái thái độ tương xứng trước cái công bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói với phóng viên ngày 19 tháng 8 vừa rồi về việc bãi Tư Chính và tàu Việt Nam đang tiếp tục quấy nhiễu cái vùng chủ quyền của Trung Quốc, thì phía Việt Nam chắc chắn phải có đáp ứng lại. Vì nếu không thì đương nhiên là cái bờ biển đó và cả cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sẽ bị mất đi, và những cái gì mà cha ông của chúng ta đã xây dựng, đã để lại cho chúng ta và chúng ta đã không thể nào bảo vệ được. Thì đấy là cái điều mà rất tai hại và không thể chấp nhận được. Và Việt Nam để làm được điều đó thì chỉ còn một cách duy nhất là thay đổi thể chế để có thể dân chủ hơn, tự do hơn và tự do biểu đạt, tự do đưa thông tin, để những cái thông tin như các bạn vừa thấy ở đây là nó phải được tự do đưa trong nước, để cho bà con hàng 90 triệu người dân, hơn 90 triệu người dân trong nước phải biết được thông tin như thế này, để họ có thể có những cái phản ứng và có những cái ủng hộ đối với chính phủ Việt Nam, để chính phủ Việt Nam có đủ sức mạnh đương đầu với Trung Quốc trong một cái thời gian dự đoán là sẽ rất dài trong thời gian tới. Và ngoài ra thì khi Việt Nam muốn giao lưu và kết hợp cũng như hợp tác với các nước như Mỹ, Canada, châu Âu và khối NATO thì Việt Nam phải làm một cái thể chế dân chủ tương xứng với họ. Thì có như vậy thì mới được cái sự tôn trọng của quốc tế cũng như là công pháp quốc tế và cái sự được sự ủng hộ hoàn toàn của những nước tự do như Đức và những cái nước văn minh khác. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Xin gặp các bạn hãy bình luận sau video này và chia sẻ những video này để chúng tôi có thể phục vụ được các bạn càng ngày càng tốt hơn. Chào các bạn.